đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide. Phá đi rồi bớt luôn. Ra bớt. Nhiều chán quá. Ok xin chào các bạn, và video đến đây là kết thúc. Thì các bạn muốn xem theo dõi những cái video về những chiếc siêu xe Việt Nam, những chiếc siêu như thế này nè, thì các bạn có thể follow kênh YouTube của mình cũng như là theo dõi trên fanpage của autopro.com.vn để đón nhận những cái thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn tới. Peace. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide. All black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Jeff Lau là của Gucci, gói nằm là Versace. Bên ngoài là